Trân trọng kính chào quý đầu tư và anh chị em quay lại kênh Bất Sản Đặc ngày hôm nay. Đã à, nói đầu tiên xin chúc anh chị một ngày mới làm việc được vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Hôm nay gia chủ có khi gửi bên em một miếng đất nền à, cũng khá là rộng nha anh chị. Với ngang là 12m sâu vô là 23m nha nở hậu ra là 13m nha anh chị mình di chuyển cái đường này nè anh chị khoảng là 400m nó là xe đụng quốc lộ 1A mình về phải là về hướng cây Lậy, Cần Thơ Vĩnh Long nha anh chị còn hướng mà về trái đó là di chuyển về trung tâm thành phố Mỹ Tho là 12 cây số còn di chuyển khoảng 80 cây số là đụng tới à, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đó, đường xá rất là thuận tiện cho anh chị vô ha thì cái đất mình nó nằm vị trí đây là ấp Hòa, à, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang nha anh chị. Trước đất mình đó đường công cộng là một m rưỡi nha. Hiện tại thì đổ đan chỉ có một m thôi. Rồi cái đường này là di chuyển về hướng à, Tân Phước, về Nhị Bình, về vô chợ Gò Lĩ anh chị. Đó, đường rất là thuận tiện ha. Ở đây có cáp à, điện, đèn đường đầy đủ cho mình hết nha. Cái này là cái hướng đi vô đất nè anh chị. Đó, di chuyển vô khoảng 300 m rồi xong là cho quẹo phải là vô 100m nữa là tới vị trí đất của mình rồi ha rồi để lên xe máy em chạy vô cái đất cho anh chị xem trực tiếp nha anh chị cái đường này thì 2m nhưng mà đổ đan chỉ có là 1 mét 2 anh chị ơi đường này chưa có mở rộng được anh chị cái đường này thì đường xe máy anh chị ô tô không vô được nha đó người ta đổ thêm ra một xíu nữa xem anh chị không có đoạn thì đổ đan 2 mét luôn có đoạn thì đổ mét rưỡi đó, đường xá thì cũng rất là thuận tiện ha. Khu này nhà khá là đông nha anh chị. Đó, em quay tốc chạy từ từ cho anh chị xem mà nắm rõ hơn nha. Cái hướng miếng đất nền này, này đó là hướng Đông Bắc. Nếu anh chị nào có phong thủy hợp hướng Đông Bắc á, đây là vị trí thích hợp cho anh chị về đây cất nhà ở. Đó, hay là đầu tư. Với giá bán rất là mềm, chỉ có là 280 triệu thôi. Giá này còn thương lượng chính chủ nha. giấy tờ đó, anh chị rất yên tâm ha, hiện tại thì giấy tờ đang nằm ở nhà có sổ riêng luôn đó không cần cắt ra nha anh chị giấy tờ chủ bao giấy tờ cho mình luôn nha anh chị đây mẹ phải khoảng 100 trăm mét là tới anh chị đó, nhà có ở thì cũng có nha không có à, đất trống nè đó mình thẳng luôn cái đất mà nó chị rồi em đã tới vị trí đất anh chị ơi để em xuống xe em quay trực tiếp cho anh chị xem nha hiện tại em đang quay buổi trưa anh chị trời hơi chói xíu à, camera nên anh chị và quý vị tư thông cảm cho em ha rồi để em di chuyển lại cái, cái ranh giới chỉ trực tiếp cho anh chị xem và nắm rõ hơn nha. Đây là cái trụ nè anh chị. Để em quay xuống cao ra xuống đây. Đây cái trụ có đã từ lâu rồi ha. Đất này thì đã cắt lâu lắm rồi anh chị. Đó sâu vô là 23 m Còn cái mặt tiền đường công cộng á, là một à, xin lỗi là 12 m Đất mình ở hậu ra là 13 m anh chị. Đất cũng khá là đẹp nè thì gia chủ này ở xa anh chị không có ở đây nha nên không có canh tác hay trồng trái cây gì hết chỉ có cỏ thôi anh chị về cái này mình cuốn nền thì mình cắt cái nhà để ở cũng rất là thuận tiện ha thích hợp cho anh chị nào quý đầu tư nào có ít tiền để về để cắt nhà ở ha thì em thấy cái đất cũng tương đối bằng phẳng anh chị bằng cái đường công cộng của mình á có cái là hay cỏ thôi về cái này mình xịt thuốc cỏ hay mình mần một xíu là xong ha tại vì cái này cũng ít thôi đó từ vị trí nè đó sâu vô là 23 mét cái trụ nó nó bị bể nằm sâu dưới sau, dưới anh chị đất đó. đây cái đường này là hai chị thấy không trước cái màn hình mình nó có cái nhà ở nữa ha đang tầm thanh long nè anh chị thanh long có mùa này thì tháng 6 này bán hơi giá rẻ quá anh chị người ta bỏ rất là nhiều nha giá chỉ có mấy ngàn một ký anh chị đất mình thấy cũng cao gáo anh chị không có thấp anh chị trên đất thì sạch sẽ không có màu mãi gì trên đất đó nha em ghi cuối đất luôn em quay trực tiếp từ từng chi tiết cụ thể để chị, chị nắm rõ hơn để mình coi để mình về đây mình mua đầu tư hay là cắt nhỏ nha giấy tờ thì gia chủ bao giấy tờ cho mình nên anh chị hiện tại đã đã có sổ hồng riêng nha đã làm lâu rồi anh chị hiện tại trong thời điểm này do gia đình khó khăn nên cần bán miếng đất này gấp nha anh chị với giá bán chỉ có là 280 triệu thôi giá này chủ còn thương lượng bao giấy tờ cho mình luôn nha anh chị à cuối video của anh chị em sẽ để cái sổ để cho anh chị xem và nắm rõ hơn nha à, bác sản đặc biệt cũng cảm ơn và quý đầu tư và anh chị trong thời gian qua đã ủng hộ à, kinh của em mua đất nền à, đất vườn nhà ở và đất công chân thành cảm ơn quý đầu tư và anh chị đó cái ranh giới cuối cùng anh anh chị đó, hiện tại thì cái cỏ nó hơi âm tầm một xíu tại vì do chủ ở xa không có dọn mà không có trồng cái cây gì hết anh chị. Đó về mình cuốn nền mình cắt cái nhà phía sau mình kéo lưới à, dung dứt cái đất lại mình mình trồng một số cái cây ha. Về đây mình nghỉ dưỡng cũng rất là yên tĩnh, cái khu này không khí rất là trong lành và an ninh anh chị. Đây hiện tại anh đang đi là cuối cái ganh đất mình anh chị. Anh chị thấy không? Trước cái hình mình đó là có dây chì á. Dây chì này tại xưa nó có chì này rất là lâu rồi rất là xét rồi anh chị ha đó, Xét nghẹt hết rồi anh chị. Ở về thì mình cuốn nền, cắt cái nhà thì mình kéo lưới lại anh chị cho cái đất mình nó đẹp ha. À, em xin nhắc lại cái vị trí đất mình đó là ngang là 12m đường công cộng là 1m rưỡi nha đổ đan chỉ có 1m thôi đường xe máy sâu vô là 23 nở hậu ra là 13m giá bán chỉ có là 280 triệu giá này còn thương lượng chính chủ nha giấy tờ thì gia chủ sẽ bao giấy tờ cho mình luôn hiện tại đang có số riêng nha anh chị cách đường đan 4m là 400m nha anh chị cách quốc lộ A là một cây số mới tới nha anh chị cách Mỹ Tho là 12 cây số là tới gọi đến đây em kết thúc video à, quý đầu tư và anh chị nào quan tâm miếng đất nào này thì liên hệ bên em để bên em có người dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ luôn nha để mình thương lượng cái giá cả để mình mua đầu tư hay là các nhà ở nha anh chị thì giấy tờ anh chị rất yên tâm ha hiện tại đã có sổ riêng rồi à, giấy tờ thì bao giấy tờ cho mình luôn bất sản đất việt xin chào và hẹn gặp lại ở phần video tiếp theo à, xin cảm ơn quý đầu tư và anh chị đã quan tâm theo dõi